có bao nhiêu cổ phiếu đầu tư trong danh mục là phù hợp? Vâng ạ, thì tùy vào cái mức độ vốn của chúng ta mà có thể phân bổ xem là bao nhiêu cổ phiếu. Nhưng mà thông thường tốt nhất thì chúng ta nên phân bổ tối thiểu là 3 cổ phiếu. Nếu mà tiền chúng ta nhiều hơn và chúng ta có khả năng kiểm soát được các cái cổ phiếu ấy thì chúng ta có thể phân bổ nhiều hơn, có thể là 5 cổ, thậm chí là nhiều anh chị có thể phân bổ lên đến 7 8 cổ cũng được ạ. Và mời anh Tuấn anh có thể bổ sung nữa. Vâng ạ, thì Tuấn cũng xin bổ sung thêm đó là tùy theo cái một là khẩu vị rủi ro, hai là tùy theo quy mô NAV, đúng không ạ? Nếu như quy mô NAV anh chị mà con số rất lớn thì số lượng cổ phiếu của mình có thể lên đến khoảng 9 đến 10 cổ phiếu. Đương nhiên rồi, bởi vì vừa qua thì có một số anh chị mà cái quy mô NAV lên khoảng 10 20 tỷ chẳng hạn, thì chúng ta cũng nên đa dạng hơn một chút để cái biến động nó không bị quá là sốc. Còn đương nhiên với những anh chị mà quy mô NAV thấp thì chúng ta thể tập trung hơn để tăng trưởng được nhanh hơn, nhưng mà cũng khuyến nghị rằng là phải từ 3 cổ phiếu trở lên.